Thưa quý vị, những ngày qua có một số thông tin phản ánh về trường hợp F0 chậm được đưa đi điều trị và một lãnh đạo phường nói rằng điều này là do toàn thành phố quá tải. Tuy nhiên, hôm qua 19 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thông báo về kết quả xác minh. Theo đó, thông tin trên là không chính xác. Hiện nay, số ca F0 tăng nhanh thường xuyên trên 100 ca mỗi ngày đang đặt ra thách thức cho thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố đã sẵn sàng cho việc cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại tuyến y tế cơ sở. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, đáp ứng kịch bản 100.000 ca bệnh. Ngành y tế thì hiện nay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cái nguồn lực để có thể sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi mà cái số lượng F không tăng lên, kể cả những cái tình huống mà có thể nó diễn ra cái ổ dịch trên cái diện rộng. Ngoài ra nữa thì tất cả các xã phường, các quận huyện hiện nay đều đã thành lập các cái trạm y tế lưu động, sẵn sàng tất cả các cái nguồn lực khi mà cái số lượng F không tăng lên. Sau một thời gian chuẩn bị, trưa nay 20 tháng 11, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đón đoàn khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine đầu tiên sau gần 2 năm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Lễ đón diễn ra trang trọng, bắt đầu cho việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại của du lịch Việt Nam. Sau 5 giờ bay, đúng 12 giờ trưa nay 20 tháng 11, chuyến bay chở 204 du khách Hàn Quốc xuất phát từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc. Ngay sau khi vừa bước ra khỏi máy bay, các du khách Hàn Quốc nhận vòng hoa chào mừng, quà lưu niệm từ lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, thể hiện lòng hiếu khách của đảo Ngọc. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được đi du lịch và đến Phú Quốc sau thời gian dài phải ở nhà. Đến đây tôi thấy một thứ thật là tốt đẹp, từ cảnh vật, cách mọi người đón tiếp. Tôi thấy rất là vui khi lần đầu tiên đến Phú Quốc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, để mở màn cho một trang mới du lịch Phú Quốc, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ và đặc biệt luôn có sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong. Ngay sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC COVID trước khi di chuyển về thẳng khách sạn. Có thể nói rằng chuyến bay này sẽ đem lại và nhiều hứa hẹn cho cái du lịch sẽ mở cửa và phát triển trở lại. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thích nghi, an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc. Việc đón hơn 200 du khách đến với Phú Quốc là sự kiện mở đầu chính thức công bố Việt Nam đã mở cửa trở lại thị trường du lịch với bạn bè thế giới và cũng là dấu mốc khẳng định sự hồi phục lại toàn bộ ngành du lịch Việt Nam, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh mới.